Dung xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Dung đang đứng ngay chỗ cái gian hàng bán nhạc cụ ở Eco Town. Hôm nay Dung quay lại Eco Town để Dung chọn cho con gái Dung một cái cây đàn guitar. Tại vì trong trường á, là sắp tới đây con gái Dung trình diễn văn nghệ. Cho nên bây giờ Dung sẽ mua cho con gái một cái đàn và bố của nó sẽ chỉ cho con gái học đàn để lên trên sân khấu trình diễn vào tháng sau. Thì ở đây nó có rất là nhiều giá, từ 40 đồng là cái rẻ nhất nè, 30 đồng, 40 đồng cho những em trẻ nhỏ, rồi 60, rồi 80, 120, 150. Cái cây này mắc nhất nè, mình đã xem qua một loạt rồi, tới 1.100 rồi. Cây này 120, cây này 480, cây này 200. Thực ra là Dung không có rành, ông xã Dung rành tại hồi nhỏ anh có đi học đàn á. Cây này 380. Thì hồi nãy có một khách hàng cũng đi mua đàn, cũng tư vấn nhà Dung á là nên lấy cái hiệu Yamaha. Coi một hồi là chóng mặt luôn, không biết chọn cái nào luôn á, rất là nhiều. Quan trọng là màu sắc, quan trọng là tiền đó con. Mắc quá phải không tiền. Em bán cái đó đi ha. Cái đó hả con? Cùng nhà Dung quyết định đó là lấy cái cây này, vừa túi tiền, 120. Cây này tới 480 rồi. Nhìn nó cũng đáng, nó không có bị chày, không có bị nứt gì hết. Dễ thích đèn nhỏ đó hả? Cái này là đàn hay là kéo cây? Đàn. Này cũng đàn đấy nè. Thử coi. Được không? Được đó ha. Nó không có nứt, không có bị. Ok. Thêm cái đó nữa. Cứ cầm đi. Lấy cái đó hả? Lấy thêm cái này để coi. Giờ thì mình đi vòng ha, để coi hôm nay người ta bán có nhiều cái gì đặc biệt đó. Đây là quần áo. Quần áo. Đây là áo khoác của nam. Nhung đi vòng cho mọi người xem bây giờ ở đây có cái gì ha. Nhung thích nhất là mấy cái đồ trang trí nhà cửa. Ba cái bình gốm này kia đẹp. Uống trà Nhật. Cái bình dễ thương không? Cái bộ uống trà. Phải mua cái này phải biết uống kiểu Nhật mới mua.
có vẻ như chủ cái cửa hàng này là người Nhật hay sao á, thấy bán đồ Nhật rất là nhiều. Dễ thương. Cà phê. Ly này 3 đồng một cái. Ly bự này uống bia. Quá trời luôn. Mỗi lần mà đi vô mấy cái chỗ này là khoái mấy cái đồ mà trang trí nhà cửa lắm. Mà nếu cứ mua hoài thì nó lại dư thừa, cho nên cứ phải sẵn bỏ đi. Cái này là gì? Là bàn chai. Mà đàn là mình có đàn kia rồi. Trả lại đi con. Trả lại. Trả cái đàn chỗ cũ đi. Ở đây có một cái khu rất là đắt giá luôn, là đồ hiệu. Đồ hiệu xịn luôn. Đồ hiệu thiệt á, chứ không phải là hàng fake. Nhưng mà người ta đã xài qua rồi, người ta giảm giá xuống. Người ta xài qua rồi cho nên người ta bán rất là mắc. Cái khu vực này Dung cũng đã review rồi. Mặc dù đồ hiệu người ta xài qua rồi nhưng mà cái giá nó cũng vẫn cao. Nhưng mà không có cao bằng đồ mới. Không có cao bằng đồ mới nha. Người ta đã đao giá xuống rồi. Mới rất là mắc luôn. Như cái túi nhỏ xíu này để thẻ card visit hay là cái gì mà cũng 400 đồng một cái. Mấy cái bóp nhỏ xíu à, cũng mất tiền lắm. Bên này mới mắc nè. Có cái giỏ hả, cả mấy ngàn luôn, mà biết hôm nay người ta bán chưa. Đây, cái giỏ này LV nè, 900 nè. Cái đồng hồ hiệu này 1200. Gucci, Chanel tùm lum hết. Xài rồi nhưng mà cái giá vẫn còn rất cao. Như cái rương này 4500 nè cả nhà. Giá còn cao lắm. So với lại cái hàng mới thì nó có rẻ hơn. Cái bóp nhỏ xíu này 400 nè. Cái này 450. Dép Chanel 500. Cái này 450. Giày Gucci 600. Mấy hàng này đã xài qua rồi nha cả nhà. Cái nón này 400 nè. Cái bóp này 550. Cái dạng hàng ở đây nó đã lượt qua rồi cho nên nó cao cấp hơn Quill. Cao cấp hơn Quill rất là nhiều. Quần áo các loại luôn. Quá trời.
cứng không? Này cầm ít ít đồ đi làm được nè. Cũng được ha cả nhà. 8 đồng. Tiếng tiền như đây. Shopping buổi tối. Video gia đình Dung đi shopping Eco Town xin được kết thúc tại đây. Dung cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh của Dung. Và Dung cũng mong rằng sắp tới mọi người cũng vẫn đăng ký và ủng hộ cái tên cái kênh của Dung nha. Bây giờ gia đình Dung sẽ đi ăn tối và hẹn Dung hẹn tất cả mọi người video sau nha. Bye bye.